Chào các bạn, hôm nay chúng tôi sẽ làm món thịt vịt nấu giả cầy. Đây là một số gia vị để nấu giả cầy, gồm có riềng, sả, hành và ớt, mè, mắm tôm, mì chính, nước mắm. Vịt bây giờ tôi sẽ đi thui vàng. Đi thuộc quê em đi con. Rơm Nguyên giã quê em đi con. Rơm vịt đã được thui vàng. Bây giờ sẽ ướp gia vị mè. Riềng. Sả, hành và ớt. Mì chính. Nước mắm. Hãy
mắm tôm, thêm một thìa muối bột canh. Sẽ trộn đều gia vị và ướp khoảng 15 đến 20 phút. Khi miếng thịt săn lại thì sẽ đổ thêm nước vào và đun cho thịt chín mềm. Thịt vịt như này là đã chín mềm rồi. Như vậy là món giả cầy thịt vịt đã xong.